Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi tối giờ Cali ở Việt Nam. Cho nên bước qua là đầu ngày thứ năm rồi. Thì hôm nay đã có rất nhiều những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn. Chủ yếu chúng ta sẽ dành một thời gian để mà nói về cái tình hình của TUSD các bạn. True USD. Đây là một câu chuyện mà rất là ly kỳ để thường chia sẻ với các bạn. Mà nó có liên quan gì đến sàn Binance. Và chúng ta cũng đã thấy cuối cùng thì Michael Saylor cũng đã lên tiếng là Michael Strategy đã thu mua thêm BTC Họ thu bao nhiêu với giá trung bình là bao nhiêu và tiền ở đâu để mà thu mua Chúng ta cũng sẽ nói tới đề tài này và rất nhiều những thông tin nổi bật khác Và đầu tiên hết đó, chúng ta nhìn vào tình hình tài chính nói chung đi Thì chúng ta hãy nhìn trước hết vào à, tình hình của chiến khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay kết thúc ra sao các bạn Thì kết thúc hôm nay đây chúng ta thấy là Nasdaq thì tăng nhẹ 0.27 nhưng mà ngược lại thì Dow Jones xuống 0.22 S&P 500 đó thì không không nhiều sự thay đổi. Tôi nghĩ phần lớn đó là chúng ta tiếp tục nhận được một số những cái thông điệp đến từ Fed. Khả năng cao là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất ít nhất là thêm một lần nữa các bạn. Chúng ta nhìn vào pre thì bây giờ ra thì cả ba chỉ số xanh nhẹ lại. Chúng ta thấy là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures sẽ tăng khoảng chừng là 0.2 tới 0.3. Chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu thì sao các bạn? Hợp đồng dầu đó thì vẫn mức tiếp tục thấp là dưới 70 đô các bạn, 69 đô 47 cent trên một thùng dầu còn hợp đồng vàng đó hôm nay lại xuống thêm một chút nữa các bạn. Đã mức là 1920 đô cho một ounce vàng crypto thì sao Nói tới BTC đó thì các bạn thấy được là giá xuống nhẹ một chút cũng không phải là thay đổi nhiều đâu Nếu mà chúng ta nhìn BTC trong vòng 24 giờ qua đó thì cô giá cổ cho thấy là chỉ xuống có 1% mà thôi Các bạn cũng đừng quên là cuối tuần này ngày thứ sáu đó chúng ta sẽ có một số lượng lớn hợp đồng option đáo hạn Và đây là cái đợt đáo hạn rất là lớn các bạn Tại vì giờ chúng ta biết đây là đợt đáo hạn không những là cuối tháng mà còn cuối quý nữa Thường đã chia sẻ những thông tin với các bạn trong những video trước đây rồi Nhưng mà hầu như thị trường cũng không quan tâm nhiều đến cái đợt đáo hạn này Giá vẫn cỡ đó mà thôi các bạn Đúng là giá bây giờ so với mấy ngày trước đó, xuống một chút Trước đây mấy ngày đó thì giá suy mức là khoảng chừng 30.500 đô Thì bây giờ 30.200 đô Nhưng mà cũng không phải là xuống nhiều đâu các bạn Hầu như cũng không có nhiều sự thay đổi khi mình nhìn vào tình hình chung đó của thị trường crypto thì các bạn thấy hôm nay có nhiều đỏ hơn là xanh. À, nhưng mà cũng không phải là đỏ lắm các bạn, chúng ta có đồng đỏ nhất đó chính là XRD xuống 25.8% và ngược lại đồng xanh nhiều nhất có thể làm cho nhiều bạn bất ngờ đó chính là FTT các bạn, đồng của sàn FTX tăng 36.3%. Tại sao vậy? Chủ yếu đó là chúng ta lại tiếp tục có thêm thông tin là khả năng sàn FTX sẽ khởi động lại. Tổng số môn hóa đó thì hôm nay xuống 1.3% các bạn, không phải là xuống nhiều lắm. Và chúng ta nhìn thấy được là tổng số môn hóa bây giờ thì vẫn hơn 1.2 nghìn tỷ. Đồng xuống nhiều nhất trong top 100 này đó chúng ta nhìn thấy được đó chính là đồng Radix xuống 26%, kế đó là Conflux xuống 9.8% và Pepe xuống 8.3% còn tăng nhiều nhất thì cũng không đồng nào, nào còn tăng nhiều rồi các bạn chúng ta coi bịch đao hôm nay tăng 5.6% nhưng mà trên căn bản một tuần qua thì cũng đã xuống 10% rồi và chúng ta nói tới tình hình chung của thị trường tài chính đó, thì chúng ta đã có một cái thông điệp đến từ Fed các bạn và thông điệp ngày hôm nay đó là liên quan tới một cái gọi là stress test hay còn gọi là kiểm tra căng thẳng sau khi mà trải qua cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đó, nhiều ngân hàng sụp đổ các bạn lúc đó đó là chúng ta thấy à, ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ kéo Hàng lọt cho ngân hàng Rồi ngân hàng này Phải thu mua lại ngân hàng kia Nếu không đó Thì hậu quả sẽ khó lường Và chính phủ Hoa Kỳ lúc đó Đã phải bơm tiền vào trong thị trường Để mà cứu những ngân hàng Sau đó, đó Thì Fed đã gây dần một cái bài kiểm tra gọi là stress test bài kiểm tra này đó là kiểm tra căng thẳng của những ngân hàng này lỡ như mà có một sự cố nó xảy ra đó thì những ngân hàng này có đứng vững hay là không hay là những ngân hàng này sẽ bị sụp đổ và hôm nay đó đây là một cái stress test mà đưa ra một cái nhận định là 23 ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ đã có thể vượt qua được thử nghiệm căng thẳng này và đây là một kịch bản suy thoái nghiêm trọng toàn cầu và cái giả định họ đưa ra đó là tổng thiệt hại là 541 tỷ đô la Tuy đây thất nghiệp tăng lên 10% Thất nghiệp bây giờ ở dưới một hồng các bạn Mà bây giờ trong cái giả định này là tăng tới 10% lận Giá trị bất động sản thương mại giảm 40% và giá nhà giảm 38% Đây có thể nói là một cái giả định cực kỳ xấu đối với nền kinh tế luôn Thì họ muốn xem coi là với tài sản ngân hàng đang có hiện bây giờ đó Thì có vượt qua được hay là không Không những là có thể tiếp tục vượt qua được mà còn phải tiếp tục cho vay tiếp tục hoạt động ngân hàng bình thường của mình à, để cho nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động thì 23 ngân hàng lớn nhất đã vượt qua được cái thử nghiệm này. Đương nhiên, đây là điều mà làm cho nhiều người cũng cảm thấy bắt đầu lo lắng Nếu như mà Fed đã nghĩ đến một cái kịch bản xấu như vậy Thì khả năng có kịch bản này hay là không thôi này không hy vọng đâu các bạn Tại vì à, Thuận mới vừa mua thêm một căn hàng chúng ta hãy xem thêm một thông tin nữa thông tin này cũng liên quan tới fed luôn các bạn đây là cái uh, cuộc họp giữa những ngân hàng trung ương và chúng ta đã thấy trên màn hình uh, đây là chủ tịch fed kế bên đó chính là chủ sinh lời coi có nghĩa là chủ tịch uh, của ngân hàng trung ương châu âu và chúng ta cũng có ngân hàng trung ương nhật bản vân vân thì chúng ta thấy được là chủ tịch john powell cũng uh, đã nói trong cái cuộc họp báo này đó là sẽ có thêm siết chặt tiền tệ bao gồm khả năng tăng lãi suất tại các cuộc họp liên tiếp và ông ta dùng cái từ là tại các cuộc họp liên tiếp có nghĩa là sẽ có hơn một lần tăng trưởng nữa. Điều này thì cũng trùng hợp với lại những gì mà Fed đã nói trước đây là có khả năng sẽ có thêm hai đợt tăng trưởng nữa mặc dù thị trường nó hy vọng là không có thêm đợt nào nữa hoặc là thêm một lần nữa mà thôi và không chỉ riêng là chủ tịch phép của các bạn các bạn thấy được là Justin Lagarde chủ tịch của ECB ngân hàng trung ương của châu Âu cũng đã cho biết là có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 7 tiếp tục nữa và thêm vào đó chúng ta có thống đốc ngân hàng Nhật Bản là Kazuo Oeda và thống đốc ngân hàng trung ương Anh là Andrew Bailey cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp để đẩy lùi lạm phát nói chung đó thì những ngân hàng trung ương đều đưa ra cùng một cái thông điệp là sẽ tiếp tục siết chặt tiền tệ các bạn và đương nhiên đây là điều mà nhiều nhà đầu tư không có muốn nghe. Đây cũng có thể lý do tại sao mà các bạn thấy là tuy có nhiều cái sự hào hứng trong thị trường chứng khoán hiện bây giờ nhưng mà hôm nay kết thúc ở mức là nó không có một cái sự rõ ràng các bạn Nasdaq thì tăng nhưng mà Dow Jones thì lại giảm. Cho đến thời điểm bây giờ, không không nghĩ là chúng ta nên nghĩ điều gì khác ngoài trừ việc là Fed sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 7 rồi đó là những cái thông tin chung thường muốn chia sẻ với các bạn chúng ta bây giờ hãy nói tới một trong những đề tài mà có một số bạn muốn thường chia sẻ thêm đó chính là cái đề tài liên quan đến Prime Trust các bạn và đề tài này đó là nó ảnh hưởng đến True USD rồi nó ảnh hưởng tới Binance thì tại sao lại có sự liên quan như vậy các bạn để thuận chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thì đây là một cái tài liệu mà chúng ta cũng đã nói tới cái đây thuận nhớ là hơn 10 ngày rồi 10 ngày trước đó chúng ta cũng đã từng nói tới Prime Trust có nhiều tin đồn là Prime Trust đó, đây là một cái công ty mà họ lưu trữ tiền dùng cho khách hàng có nghĩa là các bạn là một công ty mà các bạn không muốn tự lưu trữ crypto đây các bạn muốn một ai đó uy tín hơn có bảo hiểm lưu trữ dùng các bạn thì các bạn sẽ tìm tới Prime Trust gửi tiền ở đó có tin đồn là công ty Prime Trust này đã, đã mất tính thanh khoản, Có nghĩa là công ty này đã không có đủ tiền để mà trả cho khách hàng Sau đó chúng ta nhận được thông tin là công ty Bitgo Một công ty cũng trong thị trường và trong cái ngành là cho khách hàng gửi tiền và giữ tiền như khách hàng thì Bitgo đó mới đầu nói là muốn mua lại Prime Trust nhưng mà nhanh chóng sau đó Bitgo đã nói là không mua lại nữa rồi sau đó chúng ta cũng đã thấy được có một cái thông tin được chia sẻ ngày hôm qua tất cả những chuyện mà tôi muốn chia sẻ các bạn đó là từ hôm qua cho đến ngày hôm nay mà thôi mọi thứ xảy rất là nhanh trước đó, đó thì không có mấy người biết tới Prime Trust và thật ra bản thân của thuận đó, khi mà tìm kiếm thông tin về Prime Trust cái đây hơn một tuần để mà chia sẻ với các bạn thì cũng không có nhiều thông tin nữa các bạn thậm chí chúng ta cũng đã từng nói là thuận không biết ai đang à, lưu trữ hay là chữ tiền ở Prime Trust thì bây giờ có công ty nào lớn hay là không tại vì đây không phải là một cái công ty mà thuận hay là các bạn trực tiếp đến để mà gửi tiền đâu đây là một công ty cung cấp dịch vụ cho công ty khác mà thôi bây giờ chúng ta đã biết là một trong những nhân vật lớn liên quan tới Prime Trust đó chính là True USD nhưng mà trước khi chúng ta nói tới True USD đó thuần phải chia sẻ cho các bạn hiểu những gì đang xảy ra ở prime trust và tại sao là đến năm nổi như thế này tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là nevada tiểu bang ở hoa kỳ nevada cũng đã đưa ra cái quyết định là họ đã tiếp quản công ty Prime Trust này và công ty này đó là phải shut down như là phải đóng cửa thì tại sao vậy? Tại vì tiểu bang Nevada đã có bằng chứng cho thấy là công ty này đó đã không có đủ tiền để mà trả cho khách hàng và sau đó, đó chúng ta đã nhận được rất là nhiều những cái thông tin đến từ văn bản chính thức gửi cho tòa án và chúng ta đã hiểu hơn tình hình của Prime Trust chi tiết hơn đó là công ty này hiện bây giờ đó tiền mặt họ đang lưu trữ so với cái số mà họ nợ khách hàng đó thì cái số cực kỳ thấp luôn các bạn. Họ đang nợ khách hàng tổng cộng là 85 triệu nhưng mà cái số tiền mặt mà họ có đó chỉ có 2 triệu 900 ngàn mà thôi có nghĩa là về tiền mặt đó thì họ đang hụt tổng cộng là 82 triệu 766 ngàn và đương nhiên không những là tiền mặt mà khách hàng còn gửi vào Prime Trust đó chính là crypto và crypto đó thì cái sự khác biệt không nhiều các bạn hiện bây giờ đó, họ đang nợ khách hàng là 69,5 triệu nhưng mà cái số lượng mà họ có bây giờ đó là 68,6 triệu crypto, thì crypto đó khoảng cách không có nhiều, khoảng cách chỉ không tới 1 triệu đô la nhưng mà tiền mặt thì khoảng cách rất là xa và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những cái thông tin nổi bật trong video ngày hôm nay thì trong video này chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Sinverse và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Sinverse là một trò chơi thế giới ảo xây dựng đế chế nhiều người chơi dựa trên các hoạt động của thế giới ngầm dự án được dẫn dắt bởi một nhóm giàu kinh nghiệm và được ra mắt công chúng vào ngày 17 tháng 10 năm 2021 trực tiếp trên sân khấu tại GTEX hội trợ triển lãm thế giới toàn cầu ở Dubai trước hơn 1 triệu khán giả. Trong Sinverse, nền kinh tế hoàn toàn do người chơi điều khiển. Người chơi và phe phái cạnh tranh để giành được đồng Singo, đơn vị tiền tệ trong trò chơi không qua các hoạt động khác nhau. Đồng Singo có thể hoán đổi với token Sin với tỷ giá thay đổi bởi thị trường. Token sin trên blockchain có thể được sử dụng cho các giao dịch khác nhau trong trò chơi, bao gồm mua giấy phép kinh doanh bằng NFT và các vật phẩm trong trò chơi như là vũ khí, phương tiện di chuyển và quần áo độc đáo. Điều này đã tạo ra một hệ sinh thái chơi để kiếm tiền độc đáo, nơi người chơi có thể kiếm được giá trị trong thế giới thật từ các hoạt động trong trò chơi của họ và Token sin cũng đã được niêm yết trên những sàn như là KuCoin, PancakeSwap, Gate.io và MEXC và một số diễn sàn khác và cũng trong sinh nông trại cỏ và coffee shop để hoạt động cho những ai có giấy phép kinh doanh vào đầu tháng 7 thì bạn có thể mua giấy phép để điều hành nhiều hoạt động kinh doanh trong trò chơi và kiếm thu nhập thụ động thật sự. Về giấy phép kinh doanh trong Sinverse thì người chơi có cơ hội thành lập về điều hành các doanh nghiệp trong Sinverse, đóng góp vào nền kinh tế của trò chơi. Có hai loại giấy phép kinh doanh chính, thứ nhất là Premium và thứ hai là Exclusive. Các doanh nghiệp này có số lượng hạn chế và mang lại tiềm năng thu nhập cao hơn. Ngoài ra, mọi chủ đất trong Sinverse đều nhận được giấy phép chung cho phép họ tạo ra một hoạt động kinh doanh chung trên tài sản của mình. Và để kích hoạt giấy phép kinh doanh thì người dùng cũng phải là chủ đất trong Sinverse ở quận được chỉ định như là thông tin trên giấy phép được cấp. Nông trại và coffee shop mở và bạn đừng quên vào đầu tháng 7 đó có thể mua giấy phép để điều hành nhiều hoạt động kinh doanh trong trò chơi và kiếm thu nhập thụ động. Các thông tin tôi sẽ để trong phần mô tả video này cho mà nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu thêm. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Sinverse. Chúng ta hãy trở lại với những thông tin ở bật trong video này. Một điều mà các bạn đã để ý đến là chúng ta đang nói tới con số là 80 triệu mà thôi 80 triệu không phải là một con số nhỏ nhưng mà các bạn đã thấy so với lại những cái sự sụp đổ Trong năm ngoái chúng ta nói tới FTX, Voyager, Celsius Toàn bộ đó đều nợ khách hàng hàng tỷ đô la Cho nên đợt này đó, nhìn thấy con số là mấy chục triệu đô la Thì nhiều người cũng thở phào nhỏ nhỏ hơn Tại vì uh, con số này cũng không phải là nhiều lắm Và thị trường nói chung cũng không có nhiều sự phản ứng đâu các bạn Tuy là cái thông tin này đó được nhiều người quan tâm Nhưng mà cái sự ảnh hưởng đối với giá cả thị trường crypto nói chung thì bây giờ chúng ta cũng không có thấy cái câu chuyện này đó nó mang tính chất ly kỳ nhiều hơn tại vì đương nhiên sau khi mà chúng ta đã biết được thông tin là công ty Prime Trust này đã không có đủ tiền để trả khách hàng thì mọi người đương nhiên sẽ đi tìm kiếm coi là những khách hàng của họ là ai mà bị ảnh hưởng chúng ta có cần quan tâm đến hay là không thì một trong những khách hàng của công ty Prime Trust đó chính là TUSD thì có nhiều cái nghi vấn là TUSD đồng ổn định này đó có thật sự còn đủ tiền để mà trả cho khách hàng hay là không TUSD thì uh, họ nói là họ không có bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Prime Trust Prime Trust ngoài trừ việc là một công ty lưu trữ tài sản khách hàng ra Prime Trust cũng là một cái công ty mà có thể uh, dùng on-ramp off-ramp có nghĩa là các bạn có thể dùng uh, Prime Trust giống như là dùng một ngân hàng gì đó họ có sẵn những cái on-ramp để cho tiền có thể uh, đi vào thị trường này và rời khỏi thị trường này thì Prime Trust nói là họ chỉ bên thường cái phần đó mà thôi nhưng mà họ có một số những đối tác khác thôi sẽ trở lại để mà chia sẻ thêm về TUSD một lát nữa với các bạn nhưng mà trước hết á, chúng ta hãy trả vì dòng thời gian Prime Trust tại sao lại đến năm nổi này thì chúng ta hãy bắt đầu từ năm 2020 mới đầu đó thì công ty Prime Trust này sau khi mà thành lập thì công ty này đó họ tự giữ khóa cá nhân của mình có nghĩa là tất cả tài sản của công ty này đó là họ tự giữ nhưng mà tới năm 2020 đó thì họ đã di chuyển số tiền tài sản của họ đi tới công ty Fireblocks công ty này đây là công ty mà có thể nhiều bạn cảm thấy quen thuộc tại vì ngày hôm qua chúng ta vừa chia sẻ một bài viết tới từ CEO của Fireblocks liên quan tới tại sao mà CEO của Fireblocks nghĩ là những ai sẽ thúc đẩy thâm giá thị trường này trong đợt này cũng không khác gì như đợt trước đó đó chính là những người đầu tư thông thường nhưng mà nào mà chưa xem video ngày hôm qua thì có thể xem để hiểu hơn nhưng mà cái này nó cũng không có ảnh hưởng trực tiếp đến những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn tại vì công ty Fireblocks này nó không phải là vấn đề vấn đề nằm ở Prime Trust sau khi mà họ đã di chuyển tài sản của mình lên Fireblocks vào năm 2020 thì vì một lý do nào đó dựa theo tài liệu mà họ nạp vào tò đó thì hình như là giữ tiền ở Fireblocks thì không có hợp lý với cái cách hoạt động của công ty của họ cho nên cuối cùng đó thì họ đã tạo ra hay là họ đã sử dụng lại một số những cái địa chỉ ví mà họ tự lưu chữ khóa cá nhân và một số tiền hay là tất cả số tiền cái này là điều hoàn toàn chưa rõ ở đây đã chuyển ngược trở về cái địa chỉ ví mà họ tự lưu chữ khóa cá nhân và điều đó đã xảy ra vào năm 2021 hồi tháng 1 của thời điểm đó. Sau đó đó chúng ta thấy là founder người thành lập đó và CEO đã rời khỏi công ty Prime Trust như là họ đã không tiếp tục hoạt động công ty này nữa và họ rời khỏi vào tháng 8 năm 2021. Sau đó đó thì founder và CEO lại tạo ra một công ty mới có tên là Fortress Trust Company vào tháng 10 năm 2021 Rồi sau đó công ty Prime Trust lại cáo buộc là CEO cũ của họ đó bây giờ là CEO của công ty Fortress à, đã tìm cách để mà rút 17 triệu ra khỏi công ty Prime Trust vào tháng 10 năm 2021 Cái này đó nó cũng không có ảnh hưởng đến cái sự việc đang xảy ra hiện bây giờ đâu Cái điều mà ảnh hưởng đến những gì đang xảy ra bây giờ đó chính là vào tháng 12 của năm đó có nghĩa là sau khi mà founder và CEO đó có thể là họ dẫn theo nguyên đội đi luôn các bạn hồi tháng 10 năm 2021 thì sau đó công ty Prime Trust đương nhiên sẽ có một CEO mới, họ sẽ có những giám đốc mới và một cái đội mới để mà quản lý công ty này Nhưng mà cái đội này đó thì tới tháng 12 năm 2021 Cái đội mới này ở Prime Trust thì họ đã nhận ra được là họ không có khóa cá nhân cho những cái địa chỉ ví này Như bạn cảm thấy là cái này vô lý Thì cái phần này ở trong cái văn bản nộp lên tòa cũng không có nói rõ Nhưng mà cái mình thường hiểu ở đây đó thì cái đội mới này khi mà họ tiếp quản công ty thì CEO mới hoàn toàn nghĩ là tất cả tài sản còn nằm ở Fireblocks các bạn Nhưng mà trên căn bản tài sản đã không còn nằm ở Fireblocks từ tháng 1 năm 2021 rồi Tài sản đã di chuyển ngược trở về cái ví mà Prime Trust lưu trữ Bây giờ đó thì họ không biết khóa cái trang nằm đâu Đó chính là vào thời điểm tháng 12 năm 2021 Có nghĩa là họ đã biết cái sự việc là Prime Trust không đủ tiền để mà trả cho khách hàng Từ cách đây 2 năm rồi các bạn Cho tới bây giờ đó thì uh, mọi thứ mới công khai Các bạn thấy được đây là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là không phải là một cái điều kiện nhân sự đâu Có thể dẫn đến chuyện hình sự Tại vì rõ ràng những người này đó họ đã hoạt động uh, mà biết đã có một sự gian lận trong công ty này cho dù họ không phải là người mà làm mất khoá cá nhân nhưng mà họ biết mất khoá cá nhân rồi mà họ vẫn tiếp tục hoạt động công ty như là không chuyện gì xảy ra thì đó là một vấn đề rất là lớn rồi các bạn thấy là để che đậy cái việc này tại vì đương nhiên nếu như mà khách hàng tới rút đó thì sẽ lộ ngay lập tức và các bạn đã biết nên là gửi vào Prime Trust thì có người gửi tiền mặt, có người gửi crypto và phần lớn đó người ta rút crypto nhiều hơn là tiền mặt đó là dựa theo những tài liệu mà chúng ta nhận được thì Prime Trust đã nghĩ ra một cách thì cái đội mới lúc đó họ đã nghĩ một cách là họ dùng tiền mặt khách hàng Khách hàng gửi tiền mặt vào, họ kinh doanh có tiền đó thì họ dùng tất cả tiền đó để mà thu mua crypto, để mà lắp lại khoảng trống đó Tại vì họ hy vọng là qua năm này, qua năm nọ đó, cái khoảng trống mấy chục triệu đó từ từ sẽ bị lắp lại Và các bạn thấy là từ thời điểm đó cho tới năm 2023 này đó người ta tới rút tiền, người ta hoàn toàn không biết gì hết Tại vì tới rút uh, crypto thì họ hoàn toàn trả crypto được, tại vì họ dùng tiền khách hàng để mà mua crypto để trả cho người tới rút mà và họ tiếp tục có thêm khách hàng mới và họ tiếp tục dùng tiền của họ để mà thu mua rồi chúng ta thấy được là tới cuối cùng đó tin tức cũng đã bị lộ ra và chúng ta thấy là Prime Trust cũng đang nợ khách hàng 82 triệu ngày hôm nay và trong vòng 90 ngày qua đó những người mà đã đến rút crypto từ Prime Trust thì bây giờ họ đang lo lắng một cái gọi là clawbacks có nghĩa là mỗi lần mà có sự gian lận đó thì tòa án có quyền yêu cầu những người mà tới rút tiền gần đây trả lại tiền để tiền đó đi vào một cái quỹ sau đó phân phối cho tất cả những nạn nhân thì có những người lo lắng thì bây giờ nhưng mà cái đó nó cũng không có liên quan trực tiếp đến những gì mình thường sẽ chia sẻ với các bạn thường chỉ muốn chia sẻ dòng thời gian để các bạn hiểu như đang xảy ra Prime Trust mà thôi và các bạn thấy là Prime Trust thì đương nhiên ảnh hưởng đến một công ty đó chính là TUSD tại bây giờ mọi người đã biết là một chuyên đối tác lớn của Prime Trust là TUSD đồng này là một đồng mà thật ra bản thân của Thuận cũng đã từng nói đến rất lâu rồi các bạn đã nhớ là năm 2018 chúng ta nói tới một đồng lúc đó không có gọi là True USD, tụi gọi là Trust USD. Rồi sau đó đó cái đội phát triển Trust USD đã không tiếp tục phát triển nữa và họ bán cái dự án này cho một công ty khác và công ty này đã đổi tên thành True USD. Trước đây đó chúng ta vẫn chưa có đồng Circle USDC các bạn chúng ta chỉ có đồng USDT mà thôi và đồng USDT lúc đó là đồng lớn nhất và hầu như cả thị trường chỉ có một đồng ổn định là USDT mà thôi cho nên mọi người rất lo lắng lỡ như mà Tether sụp đổ đó thì thị trường này sẽ như thế nào lúc đó đồng True USDT này xuất hiện nhiều người cho đây sẽ là đồng mà có thể cạnh tranh với lại đồng Tether nhưng mà kết quả đó thì đồng này phát triển rất là chậm các bạn chúng ta thấy được là hiện bây giờ đồng này xếp hạng thứ 23 về vốn hóa đó là khoảng 3 tỷ đô la và chúng ta hãy nhìn xem coi là tình hình bây giờ ra sao thì có nhiều người nó nhìn thấy được là ở trên sàn Binance.us Không phải là sàn Binance.com mà nhiều bạn sử dụng sàn Binance.us như là chi nhánh ở Hoa Kỳ Thì đã có người thấy được là cái đồng True USD này đã bị depeg Depeg xuống chỉ còn có 80 cent mà thôi các bạn Các bạn đã thấy được đây là Binance.us Thì chúng ta đã thấy là có một thời gian ngắn Và điều này đã xảy ra ngày hôm qua cái giá của True USD đã xuống chỉ còn có 80 cent nhưng mà sau đó đã tăng ngược trở lên. Bây giờ ở trên sàn Binance US thì cái mức giá của đồng TUSD này là 0.9908 các bạn có nghĩa là gần như trở lại full pack rồi chỉ xuống có 0.5% mà thôi tại vì đồng nào đã ổn định thì phải giữ giá ở 1 đô la và chúng ta cũng nhìn thấy được ngay bây giờ đó thì ở trên những sàn giao dịch thì đồng này cũng đã trả cho về mức là 0.9987 thì xuống 0.1 mà thôi tạm thời thì đồng này đã hồi phục lại peg thì tại sao mà chúng ta lại thấy cái sự mất peg này trên sàn Binance US tại vì nhiều người lo lắng các bạn người ta tới người ta đổi đồng này ra để giữ những đồng ổn định khác giống như là đồng Tether dẫn đến là áp lực bán đồng này giảm xuống còn 80 cent nhưng mà nó nhanh chóng hồi phục lại và trên Twitter thì Adam Cochran cũng đã chia sẻ cái biểu đồ liên quan tới vốn hóa của đồng ổn định True USD này và Adam Cochran cũng đã nói là cái sự tăng trưởng của đồng True USD này về vốn hóa đó, nó cũng rất bình thường các bạn từ thời điểm là tháng 7 năm 2020 mãi cho đến thời điểm là tháng 1 năm 2023 thì đột ngột chúng ta lại thấy cái sự tăng trưởng rất là nhanh của vốn hóa của đồng USD này có nghĩa là có ai đó đã min ra rất nhiều đồng này hay là đồng này đã tự min ra đó là những cái nghi vấn hiện bây giờ để các bạn hiểu rõ hơn đó nếu như mà chúng ta nhìn vào vốn hóa của đồng này đầu năm nay ra thì các bạn thấy được là không tới 1 tỷ đô la khoảng chừng là 7 800 triệu mà thôi và đã nhanh chóng trở thành một đồng ổn định mà có vốn hóa lên tới 3 tỷ đô la, cái số lượng tăng trưởng không hề nhỏ, còn cao hơn cả cái thời đỉnh điểm hồi tháng 7 năm 2021 nữa. Và câu chuyện đó dẫn chúng ta đến một sàn đó chính là sàn Binance thì chúng ta đã thấy được là đồng TUSD này có cái sự quan hệ với Prime Trust rồi sau đó đồng TUSD này đã có sự quan hệ với lại Binance. <laughs>